lặng lẽ trong tiếng kinh cầu, đôi mi tuôn rơi lệ sầu. Đường đời ngày sau con bước, không còn có cha khi trời nắng mưa. Còn nhớ năm tháng êm đềm bên con, cha thương vô về, dịu dàng dạy con vui sống, mến Chúa yêu người. Con nhớ đừng cha ơi, cha ơi, dù cha đã khuất thì con vẫn thấy cha còn ở đây với con từng ngày. Cha ơi, cha ơi, lòng con. Thưa cộng đoàn, chúng ta biết rằng chúng ta từ Thiên Chúa mà đến trần gian, thì khi qua khỏi cõi trần ta lại trở về với Thiên Chúa. Nghi thức dập mạch nhắc nhớ chúng ta rằng ông Vinh Sơn sắp rời căn nhà trần gian này để về ngôi nhà vĩnh cửu trên trời, sắp lìa bỏ thân nhân bạn bè để về với Thiên Chúa tình thương. Trong giây phút bàng hoàng, giây phút mà khuôn mặt thân yêu của ông Vinh Sơn vĩnh viễn không còn được nhìn thấy trên trần gian này nữa, chúng ta hãy hướng nhìn lên Chúa và cầu cho linh hồn Vinh Sơn được thấy mặt Chúa trong cõi sống ngàn thu. Và xin cho chúng ta được gặp lại ông Vinh Sơn trong nhà cha muôn thuở. Đọc lời Chúa, tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Matthew. Khi ấy Chúa Giêsu phán rằng: tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy học lấy tôi hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng. Tương gì chúng con nhớ mãi hình ảnh của ông Vinh Sơn và hy vọng chắc chắn sẽ gặp lại nhau trong nhà cha muôn đời. Lạy Chúa, xin ơn lại chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, đã đến lúc tất cả mọi người chúng con không còn được nhìn thấy ông Vinh Sơn trên cõi đời này nữa. Xin cho chúng con giữ mãi hình ảnh thân thương chiều mến của ông Vinh Sơn. Xin đừng để chúng con phải ngậm đắng nuốt cay trước sự chia ly mất mát đau thương và bối đau thương này. Nhưng cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. An nghỉ trong nơi cõi vĩnh hằng. Xin ông đừng quên chúng tôi đang còn ở chốn đời tạm này. Phần chúng tôi, chúng tôi mãi mãi nhớ đến ông trong kinh nguyện và trong các thánh lễ. Một lần nữa tạm biệt ông Vinh Sơn trong ân đức và ký thư. Chúng ta hẹn gặp lại nhau trong cõi phúc ngàn thiên. Cha ơi, một ngày mất cha, con bơ vơ biết đi về đâu. Con gục đầu chỉ thấy đêm đen. Con gục đầu chỉ thấy đêm đen. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con tròn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con,
trọn đời con không còn thấy cha. Cha ơi sao bỏ con. Bỗng một ngày trong căn nhà trống vắng, bỗng một ngày cha tôi lìa căn nhà này, cha đi vào lòng đất sâu. Con ngậm ngùi khóc cha nhìn cha, con ngậm ngùi nhìn bóng cha đi, đôi giọng lệ tuôn mãi không ngơi. Cha ơi cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi cha bỏ con, để đời con tròn kiếp mồ côi. Cha ơi cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi cha bỏ con, tròn đời con không còn thấy cha. Cha ơi giọt lệ ướt mi, con ngồi nhìn lá rơi mùa thu, con chẳng còn những tiếng ru xưa, nay chỉ còn vành trắng khăn ta. Cha ơi cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi cha bỏ con, để đời con tròn kiếp mồ côi. Cha ơi cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi cha bỏ con, tròn đời con không còn thấy cha. Cha ơi cha bỏ con, tròn đời con mất cha thật rồi. Bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Cha ơi cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Trong gian truân con đã kêu cầu và Chúa đã đáp lời từ vực sâu. Con nài van Chúa và Chúa đã nghe tin con. Chúa xô tôi xuống lòng vực thẳm giữa muôn sông đầy sóng. Bằng chiều phong ba cùng xô lắm tâm thân tôi. Trong gian chương con đã kêu và
từ vực sâu con nài van Chúa, và Chúa đã nghe tiếng con. Mắt tôi tràn chứa dòng lệ thầm trong ngày Chúa tới. Tâm hồn tôi trong cây nơi Chúa vẫn chung gian truân con đã kêu cầu và Chúa đã đáp lời con. Chúa ơi, từ vực sâu con nài van Chúa và Chúa đã nghe tiếng con. Chúa đã nghe tiếng con giữa phong ba khốn cùng ngàn nỗi vẫn luôn thành tín ngợi khen. Cách xa ơn người thương tràn hòa sông núi cứu người tôi. Trong gian truân con đã kêu cầu và Chúa đã đáp lời con. Chúa ơi, từ vực sâu con nài van Chúa và Chúa đã sâu con nài van Chúa và Chúa đã nghe tiếng con. Chúa đã nghe tiếng con. Chúa, con xin
Chúa ơi, với chiều thần thánh con. Chúng ta dâng
Chúa là đấng xót thương về tội lỗi và ban thưởng hạnh phúc muôn đời cho bậc thánh nhân. Ngày hôm nay chúng con tiến đưa cụ Vinh Sơn đến nơi an nghỉ cuối cùng. Xin cho người con của Chúa đây ngay từ giờ phút này được chung phần vinh phúc với các người Chúa chọn, chờ đợi ngày thân xác phục sinh về quê trời hưởng nhan thánh Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Vì ông suy nghĩ hết sức chính xác về sự sống lại. Thật vậy, nếu ông không trông đợi những kẻ đã chết sẽ sống lại, thì cầu nguyện cho kẻ đã qua đời là chuyện dư thừa và vô ích. Coi nữa, ông còn nghĩ rằng những người đã an nghỉ với lòng đạo đức sẽ nhận được một phần thưởng riêng, một quà tặng của ân sủng. Đó là một tư tưởng thánh thiện và đạo đức. Vì thế, ông đã xin lễ xá tội cho những người quá cố để họ được ơn tha thứ tội lỗi. Đó là lời Chúa. Thì những người đã nghỉ trong Chúa Giêsu cũng sẽ được Thiên Chúa đem
Giê-xu như vậy. Bởi thế, chúng tôi dựa vào lời Chúa để nói với anh em điều này. Chúng ta là những người đang sống, những người còn lại khi Chúa đến. Chúng ta không đi trước những người đã an nghỉ, vì có hiệu lệnh, có tiếng tổng lãnh thiên thần và tiếng lo của Thiên Chúa, thì chính Chúa từ trời ngự xuống, và những người đã chết trong Đức Kitô sẽ sống lại trước hết. Rồi đến chúng ta, những người đang sống, những người còn lại, chúng ta sẽ được đưa lên các tầng mây cùng với họ đi đón Chúa trên không trung. Và như vậy, chúng ta sẽ được ở cùng Chúa luôn mãi. Vì thế, anh em hãy dùng những lời đó mà an ủi nhau. Đó là lời Chúa. Vì họ sẽ được đất làm cơ nghiệp. Phúc thay ai nói khác sự công chính, vì họ sẽ được no đủ. Phúc thay ai biết thương xót, vì họ sẽ được xót thương. Phúc thay ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai kính tạo hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bắt hại vì sự công chính, vì nước trời là của họ. Phúc cho các con khi người ta lăm nhục và bắt bớ các con, và vì thầy họ vu oan cho các con đủ mọi điều xấu. Hãy vui mừng hoan hỉ vì phần thưởng sung mãn dành cho các con trên trời. Đó là lời Chúa. Tôi không thể không nói ra những điều mà những người đã an nghỉ trong Chúa Giê-xu với số bất họ sẽ thế nào. Đó là họ đã cùng chết với Chúa Giê-xu thì họ sẽ được cùng sống với Ngài, sống lại. Như vậy là sự chết của con người của chúng ta là được tháp nhập vào sự chết của Chúa Giê-xu trên thập giá để đón nhận ơn phục sinh của Chúa. Nếu Chúa Giê-xu đã phục sinh từ cõi chết thì Chúa cũng cho những ai tin vào Ngài cũng sẽ được phục sinh như vậy. Như vậy chúng ta thấy rằng đằng sau cái chết là sự phục sinh, không phải chết là chấm hết tất cả nhưng mà sự phục sinh. Vì thế mà giáo hội dành thánh lễ an táng như một thánh lễ trọng thể để xác tín niềm tin cho mọi người
và đặc biệt cái chết của người quá cố cũng chính là bằng chứng cho mọi người thấy được sự phục sinh của Chúa Giêsu. Niềm tin vào đấng phục sinh, niềm tin vào đấng phục sinh này nói đến sự sống đời đời của con người sau cái chết đã có từ trước Chúa Giêsu trong thời cứu ước. Mà bài đọc thứ nhất chính trong sách Ma-ca-đê-ô mà chúng ta vừa nghe nhắc tới. Ma-ca-đê-ô đã về Jerusalem để quyên góp 2.000 qua tiền để xin lễ tạ tội cho các binh sĩ của Ngài đã chết ngoài chiến trường. Bởi vì Ma-ca-đê-ô xác tín là các binh sĩ là những người đã chết nhưng mà họ cũng sẽ được sống. Tuy nhiên mang thân phận của con người, chắc chắn là những binh sĩ của Ma-ca-đê-ô cũng đã sai lỗi với Đức Chúa và với anh chị em. Vì thế mà Ma-ca-đê-ô đã xin để tha tội cho các binh sĩ. Cái điều này nói lên là cái vừa một mặt Ma-ca-đê-ô xác tín có sự sống đời đời và đồng thời cũng nói lên một cái tinh thần bác ái của con người đối với con người. Vì thế Ma-ca-đê-ô đã quyên góp số tiền 2.000 quan tiền để xin lễ cho các binh sĩ. À, có thể 2.000 quan tiền không phải là ít đâu ạ, có nhé, 2.000 quan tiền. Một ngày xưa mỗi một ngày đi làm ngày tôi là có một đồng thôi, mà 200 quan nghĩa là 200 cái công, như vậy là số tiền không phải là ít. Đây là để xin lễ tạ tội. Tuy nhiên thưa anh chị em thân mến, vậy để có cái niềm hy vọng, để có sự sống đời đời thì chúng ta làm gì? Chúng ta làm gì đấy? Đã thưa bà cũng vâng nhắc tới cho chúng ta, thì con đường để dẫn tới sự sống đời đời đó là con đường của hiến trường được chờ. Hiến trường được chờ hay chúng ta còn gọi là tám mũi phúc. Phúc cho những ai thế này thì được thực hiện. Đây chúng ta thấy tám mũi phúc. Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó thì được chờ thằng khó. Phúc cho cái này được thế này, phúc cho người này. Tám mũi phúc là chính là con đường mà dẫn tới sự sống đời đời, dẫn tới sự sống đời đời là tám mũi, con đường tuyệt đẹp của họ. Phúc thay ai than khóc thì họ sẽ được an. Than khóc ở đây không phải là cái sự buồn tủi của con người, thân phận của con người, mà là than khóc cho tội lỗi của mình, những yếu đuối của mình. Mặc dù con người ta đã cố gắng hết sức nhưng mà vẫn mang cái thân phận của con người yếu đuối tội lỗi, chẳng khóc cho cái thân phận tội lỗi của mình thì sẽ được Thiên Chúa ăn. Phúc thay ai hiền lành, người hiền lành rồi phúc thay ai khao khát như người công chính, vân vân. Đó là tám mối phúc, phúc là tám con đường dẫn tới hạnh phúc đời đời. Vậy thưa chị em, hôm nay cộng đoàn của chúng ta hiện đơn thánh lễ tháng 8 và tiễn đưa phúc Vinh Sơn đến nơi an nghỉ cuối cùng. Phúc Vinh Sơn các đã suốt cuộc đời của mình 90 năm qua cụ đã sống hết mình cho niềm tin vào đấng phục sinh. Cụ đã sống đơn sơ khó nghèo cho cuộc sống thường ngày. Ai cũng biết cụ các sống như thế nào trong cộng đoàn giáo sư của chúng ta hết lòng tín thành cho Thiên Chúa, sống nghèo, sống đơn sơ, để cho tất cả như dành cho các con các cháu, để rồi mình được thanh thản trước mặt Thiên Chúa. Nên là nhờ cái niềm tin này, nhờ niềm tin này mà cụ hết lòng cho đời sống. Vì thế 90 năm trường trong cuộc sống, cụ đã sống đức tin và minh chứng đời sống đức tin của mình cho anh chị em của chúng ta. Vì vậy hôm nay trong thánh lễ an táng chúng ta có quyền được xác tín rằng
khi kết thúc hành trình của đời sống đức tin của bên dương sẽ được hưởng hạnh phúc lương trọng. Đó là điểm xác tín của chúng ta, xác tín của chúng ta. Tuy nhiên thì bạn cũng là con người, chúng ta cần phải biết được điều này. Đó là con người dù đã cố gắng nhưng mà cũng không thể tránh khỏi những thiếu sót trong các bổn phận của mình, bổn phận đối với Chúa, bổn phận đối với gia đình, bổn phận với anh chị em, bổn phận với cộng đoàn, bổn phận với xã hội của chúng ta. Vì vậy mà chúng ta phải cần đến lòng thương xót của Chúa, cần đến lòng thương xót của Chúa để Chúa thương tha thứ và thương tình, cần đến lòng hiếu thảo của các con các cháu ngày hôm nay, việc đức thánh lễ cầu nguyện hy sinh cho người cha người ông của mình đã qua đời. Đó là cần đến lòng hiếu thảo, và đồng thời cũng cần đến từ lòng bác ái của cộng đoàn, của từng làng nghĩa xóm, của anh chị em bạn luôn. Đó là sự cần thiết đó. Cho nên nghĩa tử nghĩa tận, cho nghĩa tử ngày mà người qua đời cần đến cái tình ý nghĩa của những anh chị em chúng ta. Vì vậy thưa chị em thân mến, hôm nay trong cái lễ an táng cầu nguyện cho cụ Vinh Sơn ta, chúng ta cũng nhớ xác tín niềm tin vào đấng phục sinh. Chúa sẽ phục sinh chúng ta sau cái chết của mỗi người. Tuy nhiên thì chúng ta cầu nguyện cho người đã qua đời thì đồng thời cũng cầu nguyện cho chính mỗi người chúng ta ngày hôm nay để chúng ta có được niềm tin nơi đấng phục sinh. Khi chúng ta có niềm tin cho đấng phục sinh, xác tín niềm tin này, thì chúng ta mới biết sống cho niềm tin của chúng ta, chúng ta mới có hy vọng sống đời đời. Ngày chúng ta một lần nữa dâng linh hồn của Vinh Sơn cho làm thương xót của Chúa. Xin Chúa đón nhận linh hồn Vinh Sơn và nước hàng sống và ban cho mỗi người trong chúng ta ngày hôm nay một ơn xác tín cho đời sống đức tin của mình, để chúng ta sống trọn vẹn trong đơn nghiệp của Chúa và sống tình bác ái giữa anh chị em của chúng ta. Chúng con cầu nguyện danh Chúa nhân từ cho linh hồn Vinh Sơn được lên chúa lời. Amen. Anh chị em thân mến, Chúa Cha đã phục sinh Đức Kitô từ trong cõi chết và cũng sẽ cho thân xác yếu hèn của chúng ta được sống lại trong ngày sau đây. Với niềm hy vọng đó, chúng ta hãy tha thiết dâng lời cầu xin. Chúa chính là nguồn sống và ơn phục sinh của chúng ta. Chúng ta cùng hiệp lời cầu xin Chúa cho mỗi thành phần trong hội thánh biết chết đi cho tội lỗi để được sống lại trong Đức Kitô. Xin Chúa nhận đời chúng con. Chúa nuôi sống chúng ta bằng bánh bởi trời. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho những người đang tìm được ơn đức tin để họ biết trông đợi ngày kề trên sông lại và cuộc sống đời sau. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã sai thiên thần đến an ủi Đức Kitô khi người hấp hối. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa thương đau dành nước mắt và nâng đỡ những và cho chúng con mai sau cũng được dung vào cùng các thánh chính trời.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa qua đoàn truyền, Chúa chịu trên.
xứng đáng hầu cận Chúa tôn nhân và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi công phần mình và mẫu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan trong khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đất mình, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giáo Mục Thomas chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa chúc lành và ban bình an cho cộng đoàn chúng con, và xin Chúa cũng nhớ đến tôi tớ Chúa là cụ Quỳnh Sơn, là người con mà hôm nay Chúa đã bỏ ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang đi trong việc hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đang đi chờ trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con hãy xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Chúng Sáng và Trăm Năm Đức Trinh Nữ, các thánh công đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng, lời Chúa câu thế và theo thế thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng Chúa hằng sống và hiến trên muôn đời. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là đấng toàn quyền sinh tử, nhờ thánh lễ chúng con dâng, xin cho người con của Chúa đây là cụ vinh sơn, hôm nay đã lìa khỏi thế, được máu thánh Đức Kitô rửa sạch lỗi lầm và được hưởng niềm hoan lạc trong ngày phục sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Xin được thay lời cho cộng đoàn giáo xứ, xin được chia buồn phần đường tăng quyến hết liên với ông chủ nhiệm ông Linh và ông thủ trưởng là những người đã và đang góp phần xây dựng cho giáo xứ, trong ban thánh giáo đương nhiệm, để chúng ta xin Chúa sớm đưa lên ngôi của Vinh Sơn và nước trời và ban cho gia tăng chúng ta được nhiều an ủi. Giờ đây cộng đoàn chúng ta hướng về trước nghiên cứu của cụ Vinh Sơn để thầy có thể làm nghi thức phó dâng và thực hiện. Anh chị em thân mến, khi thi hành nhiệm vụ chôn các thi hài này, cách xứng hợp các tập tục các tín hữu, chúng ta hãy tin tưởng khẩn cầu Thiên Chúa là đấng mà mọi vật phải trung thành sống trong Ngài, cho thi hài cụ Vinh Sơn của chúng ta đây cần được chôn cất vì sắc thịt yếu hèn, sẽ được Chúa cho sống lại với quyền năng và phẩm hạnh chân thành. Và xin cho linh hồn cụ Vinh Sơn được Chúa cho về hợp đoàn cùng các thánh và những người trung thành với Chúa. Nguyện xin Chúa xót thương khi xét xử, để khi đã được cứu chuộc khỏi sự chết, được giải thoát khỏi tội lỗi, được giao hòa với Chúa Cha, được vị mục tử nhân lành vác trên vai, cụ Vinh Sơn đáng được hưởng niềm vui muôn đời và chung phần hạnh phúc với các thánh trong đoàn hầu cận bên vua muôn đời. Chúng con sẽ được cùng với
của vinh sơn sống mãi bên Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Lạy Chúa, xin cho linh hồn của vinh sơn được nghỉ yên muôn đời. Lạy Chúa, con đã dậy. Tôi ra đi lần cuối không.
phận tôi, xin người chứa chấp tội tôi để tôi đi tới tòa Chúa uy linh xem xét tội phúc công minh hướng ban hạnh phúc thiên đình. Bao tháng ngày vất vả nơi dương gian, khi chia vui khi buồn cùng nhau sánh vai, giờ lìa cái bao đớn đau, tạm biệt nhé mong tái ngộ ân tình trong kiếp sau. Xin đừng tiếc nuối làm chi, xin đừng khóc lóc sầu bi, vì nay tôi hết cuộc sống dương gian, tôi hết ngày tháng lo toan để vào một đời sống mới. Xin cầu Chúa xót phận tôi, xin người chớ chấp tội tôi để tôi đi tới tòa Chúa uy linh xem xét tội phúc công minh hướng ban hạnh phúc thiên đình. Con biết đâu nương nhờ
con về bên bờ an vui. Xin vẫn đưa con về nẻo chính Chúa ơi. Xin vẫn đưa con về bờ bên an vui. Cho kia người
sự sống của chúng con. Khi ăn nghỉ trong mồ ba ngày, cho lấy hoa phần mồ của mọi tín hữu, khiến họ càng tin tưởng sẽ được phục sinh, mặc dù nay còn mang thân cát bụi. Xin thương cho quý sơn được an nghỉ trong ngôi mộ này, cho tới khi Chúa tỏ ái thương nha, làm cho quý sơn sống lại để hưởng hạnh phúc và thiên phong trên trời. Chúng con cầu xin Chúa là đấng hằng sông và hiền trì muôn đời. Thầy thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Vì thế chúng ta hãy vâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã khóc thương bạn của Chúa là Lazaro mới qua đời, xin lau sạch nước mắt chúng con. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã dùng khắp rỡ và thanh hoa người ông của chúng con là ông Minh Sơn vào số các tay và những lời Chúa cho. Khi có gọi ông quý sơn về đã được cha xứ và các thánh lễ để
cầu nguyện cầu vi sơn. Đặc biệt sáng nay cha xứ lại ban thánh lễ an táng để cầu nguyện cho ông, và được công đoàn tham dự thánh lễ để cầu nguyện cho ông. Chúng con chẳng biết có gì, xin cảm tạ tri ân cha xứ, cảm ơn thầy phó tế đã về gia đình làm các nghi thức nhập quan và phát tang cho tăng quyến chúng con. Chúng con xin cảm ơn cộng đoàn các đoàn hội trong và ngoài giáo xứ đã về thăm gia đình trong suốt 3 ngày qua để cầu nguyện trong vinh sơn và đi tham dự các thánh lễ để cầu nguyện trong vinh sơn của chúng con. Tôi xin cảm ơn các vị lãnh đạo, các đoàn thể và nhân dân xóm 21 xã Hải Anh đã đến thăm viếng và chia buồn cùng gia đình chúng tôi. Đặc biệt trong giờ phút linh thiêng này, các vị đã tiễn đưa người cha của chúng tôi tới nơi an nghỉ tại thánh địa giáo xứ Hai Tháp một cách long trọng. Vậy trong lúc tham gia bối rối có điều gì khiếm khuyết, gia đình chúng tôi rất mong được nhờ thứ. Xin chân thành cảm ơn. Ra đi thật rồi, chẳng còn mong gặp lại cha. Ơn cha như thái sơn cao vời, con biết sao đền bồi. Cha vội ra đi, con biết sao đền bồi. Nguyện xin lòng nhân của Chúa dù xin nguyện Chúa dù thương đón cha đi về, đón cha đi về hương lòng thánh nhà, hương lòng thánh nhà bù đắp nỗi đau. Cuộc đời đã qua tận tùy sớm hôm để lo chu toàn dương giúp con cái biết theo đạo này. Con mất cha thật rồi, con mất cha thật rồi, không tìm gặp được nơi đâu. Cha ở nơi đâu? Cha con xa cách không bên bờ, biên giới thật xa mờ. Cha vội ra đi, con biết ai cậy nhờ. Xin lòng nhân của Chúa dù xin nguyện Chúa dù đón cha đi về, đón cha đi về hương lòng thánh nhà, hương lòng thánh nhà bù đắp nỗi đau. Cuộc đời đã qua tận tùy sớm hôm để lo chu toàn dương giúp con cái biết theo đạo này. Ra đi thật rồi, cha đã ra đi thật rồi, chẳng còn mong gặp lại cha. Ơn cha như thái sơn cao vời, con biết sao đền bồi. Cha vội ra đi, con biết sao đền bồi.
xin lòng nhân của Chúa dù xin nguyện Chúa dù đón cha đi về, đón cha đi về hương lòng thánh nhà, tận tụy sớm hôm để lo chu toàn dương dục con cái biết theo đạo lành. Nguyện xin lòng nhân của Chúa dù thương đón cha đi sớm hôm để lo chu toàn dưỡng dưỡng con cái biết theo đạo Chúa thương con nên Ngài gọi về với Ngài.
Chúa mà thôi. Chúa là suối nguồn tình yêu. Vì Chúa thương con nên Ngài tạo tăng. Vì Chúa thương con nên Ngài gọi về với Ngài thôi. Vì Chúa thương con nên Ngài tạo tăng. Vì Chúa thương con nên Ngài gọi về. Chúa thương con nên Ngài tạo tăng. Vì Chúa thương con nên Ngài gọi về với Ngài thôi. Vì Chúa thương con nên Ngài tạo tăng. Vì Chúa thương con nên Ngài gọi về. Khẩn cầu Thiên Chúa
của cha. Con nài xin Thiên Chúa thương đưa tay đón cha của con, cho hưởng phúc vinh đường thiên đàng dù phận hèn cha con đau đớn. Tuy cha con đứng mong tay